bọn em làm cả hai, nhưng mà cái u bên kia thì bọn em lại tập trung hơn, nên em sẽ báo cáo về cái này ạ. Về mục đích của cái tài liệu này đó là mô tả cái hoạt động muốn test ở trên cái ứng dụng internet banking của trang Google ạ. Về phạm vi, về mô tả về dự án thì Google Banking là một trang web mà cung cấp cái ứng dụng cho khách hàng cũng như là người quản lý để quản lý ứng dụng của họ. Chẳng như về người quản lý thì họ có thể thực hiện các chức năng trên phần mềm như là tạo mới một khách hàng, rồi tạo mới thêm xóa sửa thông tin khách hàng cũng như là cao. Còn về khách hàng thì họ có các chức năng xem các check về tài khoản dư và chuyển tiền, cũng như là xem các giao dịch gần đây nhất của mình, rồi là xem các giao dịch theo một kỳ phim tới ạ. Sau đó là có thể thay đổi các bước. Về phạm vi của dự án, thì là thứ nhất là về test chức năng của dự án này là sẽ bao gồm các chức năng như trong đặc tả LAS ạ, là thêm xóa sửa khách hàng, thêm xóa sửa giữ account, thêm làm dự án tài khoản ban đầu, rút tiền và các chức năng xem giao dịch của khách hàng ạ. Về test phí chức năng bọn em áp dụng ở trong này là có test security và test UI user interface ạ. Còn ở ngoài phạm vi của mục đích test là ở trong như cũng như trong tài liệu SAS mô tả thì ngoài phạm vi là sẽ có không test về phần cứng, không test mobile, không test về performance, test log và cũng không test về automation. Và những cái phạm vi mà bọn em không thực hiện test được đó là trong test security. Về test security thì bên em lại không test được về cái session management cũng như là không test được các tấn công từ XSS cũng như là SQL injection ạ. Về môi trường kiểm thử cũng như là công cụ kiểm thử thì đây là môi trường kiểm thử của ứng dụng, địa chỉ của cái ứng dụng. Thứ hai là về test ở trên Google Chrome và 27 trở lên và công cụ test ở đây để em bọn em test với web service đấy là Shop UI 5.2 ạ. Về thứ nhất là em xin giới thiệu qua về metric thì về của test functional thì nên em đã thực hiện 376 test cây, pass được 324, fail 52 và close 21 ạ. Còn về test UI thì là test 517, test cây, pass 423, fail 94 và close là 44 ạ. Còn đây là test về security. Test về security thì là bọn em thực hiện test cây 32, test pass 19 và fail 13. Còn test web service thì là 20 test cây, pass 20 và fail 0 ạ. Test security thì test web service thì bên em sử dụng tool của Shop UI 5.2 ạ. Còn đây là metric về cái tổng số test cây mà bên em đã thực hiện được, cũng như là cái chat về cái những cái test tôi đã pass và đã fail. Còn đây là metric về cái lỗi và những mức độ ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và cái tình trạng của các lỗi. Còn đây là mức chat để cái độ phân phối của lỗi ạ, ở trên các functional. Đây là những bài học mà bên em đã có được trong quá trình test để là
trong quá trình tạo test cây thì tạo test plan thì bên em có gặp vấn đề để phân bổ những cái nhiệm vụ của từng người, dẫn đến là các tester là chồng nhập vào nhiệm vụ của nhau. Thứ hai là làm mất rất là nhiều thời gian để tạo những cái test cây mà trùng hàng loạt vậy. Thứ ba là hầu như là các bạn đều là những người mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm để thực hiện test. Thứ tư để rằng cũng do các bạn hầu như là không có kinh nghiệm để sử dụng cái test tool. Đây là những bài học mà rút ra được từ cái quá trình test của project của bên em, của nhóm em ạ. Đây là thứ nhất là